Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Monster. Đây là một cái trò game quái vật các bạn à. Xem nào, đây là những cái con quái vật rất là dễ thương và đáng yêu của mình. Đây, chúng ta đi thu hoạch vàng và mua một ít thức ăn xem nào. Bầu quất lội mắt nhất luôn. Và bây giờ thì đây là những thành viên. Wow, anh em mình rất là đông luôn. Chào hỏi anh em tiếng nào. Hello anh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên level nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi nâng lên level 29 luôn. Ở lọt, đúng rồi 29. Xem nào, chúng ta sẽ đối phó với cái tem như thế nào đây. Wow. Đất nền mới. Tê giác. Và cái con này là cái con gì đây? Wow, ba con khá là đẹp luôn. Action, cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Và bây giờ HNT sẽ sử dụng tuyệt chiêu cô gái 1m52. Sử dụng tuyệt chiêu mang nguyên một con tê giác lao ra xúc tên bạn. Và bây giờ là tới siêu trâu. Wow, sao mới được có hai đứa quýnh vậy? Không ổn rồi, đại dương ơi, xúc nó luôn. Tấn công phá rong. Yeah, hạ gục được một em rồi. Và bây giờ là còn 3-2, tỷ số đang nghiêng về team HNT. Không ổn rồi, Phá Rong vừa bị hạ gục. Đây, hãy xem cô gái 1m52 của chúng ta chiến đấu. Gấu ca xuất hiện. Gấu ca là một trong những anh đại khá là hổ báo của chúng ta. Cho team bạn thấy sức mạnh của siêu trâu nào. 2003. Ấy dạ, cô gái 1m52 đang bị quất thê thảm các bạn à. Cô ấy sẽ phải sử dụng tuyệt chiêu để hành bớt cái em này mới được. Tê giác. Sử dụng sức hút. Quá tuyệt vời. Ok, quất luôn. Cái độ lầy lội của mình khá là cao đây. Ấy dạ, chơi luôn. Siêu trâu bung chiêu. Hàng tấn sát thương đang được dồn vào tên bạn. Ấy dạ, cô gái 1m52 của chúng ta chỉ còn là 1000 mấy máu thôi chứ hả. Thiệt là căng thẳng quá đi. Ấy, bây giờ là 2-1. Gấu ca, gấu này là gấu trúc nha các bạn. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Và ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel, vui lòng bấm đăng ký và mở thông báo kênh lên nha mọi người. Wow, cô gái của chúng ta hết năng lượng luôn rồi. Sử dụng tuyệt chiêu. Ủa, cái tuyệt chiêu gì mà nó bèo hiu vậy? Hết năng lượng luôn rồi các bạn à. Ok. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ phải xúc cái anh đại này. Tấn công nào siêu trâu. Wow, bây giờ con tê giác nó đang sử dụng hàng tấn sát thương lên người mình. Càng muốn đứt dây đàn luôn nhưng mà chúng ta vẫn còn ok, xúc nào. Quả tuyệt vời. Ây hey, da, thiệt là chưa lên. Trời ơi, mình tưởng đâu là còn chiến nữa. Còn có con trâu không quýnh là đuối luôn đấy. Lên level, lên không. Yeah, lên level rồi. Ok, vậy là chúng ta có thể nâng cái con của chúng ta lên level 50 các bạn à. Thôi ra đi kiếm cái hầm nâng level nào. Đâu rồi, kiếm cái hầm nâng level của team mình. Làm sao để nâng đúng rồi, ví dụ như là làm sao để nâng cho cái con này lên level 50 nào. Go. Đây tốn 1m mấy. Một bé rồi cho con trâu lên level 50 luôn chứ hả. Con trâu này muốn lên level 50 là phải nâng cái trụ vàng lên. Oh, con trâu này level 30 nó mới cho nâng lên 50 các bạn à. Và bây giờ thử cái con pharaoh xem, con pharaoh lên level được không nhỉ. Pharaoh mới level 30 à, rất là yếu. Tốn 1m luôn. Ok, thế là chúng ta sẽ có thêm hai con, nâng được hai con nữa. Ồ, khi nào anh làm video, anh đang làm nè em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cày cuốc cho nó lên level 30 luôn nè. Action, cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Wow, 53.
ba con level 53 các bạn à. Và bây giờ chúng ta hãy xem, oh my god, nó đè nó quýnh cô gái mét 52 của chúng ta, còn có 1000, nó quýnh 1000 mấy máu luôn. Oh, 700 mấy luôn. Cái gì mà dồn sát thương lên mình ghê vậy. Giờ chúng ta phải tranh thủ hốt bớt một em này, em ở giữa đi. Mày, ấy da, tại sao lại mít chứ ha. Ôi, nó đang cho mình các bạn à. Siêu trâu thể hiện bản lĩnh. Trời ơi, cái gì kỳ vậy. Ôi, không ổn rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Quýnh cái gì đâu mà mít không mà làm sao mà chơi. Wow, chúng ta có cái trái bom mới. Một trái bom mà 800k luôn rồi, dở mang thiệt chứ. Ây, bây giờ chúng ta sẽ đi bơm máu lên mới được. Kiếm cái bình máu lên nè. Đây, cho cô gái mét 52 chúng ta lên máu đi. Để một hồi hết máu là chích ngắt luôn đấy. Rồi, nó quất banh con pha rong luôn rồi. Oh my god, 1000. 700, nó dồn sát thương kinh quá. Nó dồn sát thương như vậy ai mà chịu cho nổi chứ hả. Thì chúng ta sẽ cố gắng dập cái bé này coi. Mày hả bởi. Không có thể tin được, quýnh mà 2 mít liên tiếp luôn đấy các bạn. Chơi như vậy sao mà chơi được đây. Ấy da, căng rồi. Không ổn rồi các bạn ơi. Bây giờ ba đứa nó đập con trâu kìa. Ôi, tình hình này như thế nào đây. Xử em này cái nè. Bây giờ là 1 chọi 2 đây. 1.300. Thời ơi, một cái 1.300. Thời ơi, một cái 500. Ôi, nó quýnh kiểu này chắc mình chết. Quýnh kiểu này có tắt thở thôi chứ. Sống gì nổi đây các bạn. Đây, mình chơi chiêu hắc ám với nó liền. Wow, mày hả bưởi. Máu nó sẽ bị tụt khi nó tấn công mình. Cái chiêu gì ghê gớm vậy. Còn có 2.900 máu hả anh hai. Ô bớt giỡn nè, còn có 800 hả. À, ô yeah, chúng ta vẫn còn sống luôn rồi, mừng quá. Bơm máu lên. Bình máu đâu rồi. Đây, bình máu của chúng ta đây các bạn ơi. Trời ơi, nó quýnh kiểu này ai mà chịu cho nổi. Nó đang bị trừ kìa, thôi nó trừ có 400 mấy à, 600. Nó trừ 20% các bạn à. Mít rồi, quá tuyệt vời. Bơm máu lên cái nào. Nó quýnh gì mà căng đứt dây đàn luôn. Ok, chúng ta lên được 3.500 rồi. Máu tam bạn cứ tuột. Họ gọi là chơi cái chiêu này mới chơi lại tụi nó thôi, chứ tụi nó lầy quá mà. 800 mấy. Yeah. Ô, nó chơi hàng tấn sát thương lên mình luôn kìa, không ổn rồi. Lóc sấy luôn. Ôi ôi, 1000 mấy các bạn à. Trời ơi, cái này bơm máu lên nữa. Còn giờ còn có một con duy nhất à. Cổ lên siêu trâu à. Trời ơi, trừ con này nó trừ ít máu, nó trừ có 400 mấy thôi các bạn, mà nó gây sát thương mình kinh khủng luôn. 20%. Lại nữa, 400 mấy nữa. Oh my god. Giờ tụi nó hết năng lượng rồi nè. Có 24 à, mà nó hết năng lượng rồi. Con này nó còn có 800 mấy nè. 800 mấy dập phát chắc nó chết. Nó không chết là mình chết. Đi bụi, yeah. À, thời ơi, mém chết bà con ơi. Bơm máu, bơm máu. Thời ơi, căng quá, rung rung tim. Ngồi mà rung tim dưới cái tem này luôn ấy. Bơm máu lên siêu trâu. Yeah. Và bây giờ tem bạn đang dồn hàng tấn sát thương lên mình. Ồ, không phải, nó bơm máu. Nó bơm năng lượng chứ. Đây, và bây giờ là chú lên đường với anh là cái chắc rồi. Đi bụi liền. Quả tuyệt vời. Thầy ơi, chưa xong nữa hả. Ô, thầy ơi, cái chuyện gì vậy nè. À, tức kinh khủng các bạn ơi. Không thể tin được. Ok, bất chấp thủ đoạn phải vượt qua cái này mới được.
nở lòng nào đâu mà sao gì cái này tới hai màn dữ vậy ta. Đúng là lên trên đây càng khó các bạn ơi, càng lên cao càng quá khó luôn đấy. Dạ yeah, cô gái 1m52 đã hai cuộc thành công con quái vật, và bây giờ còn một cái con ăn thịt. Cái ăn thịt này nó sẽ chịu đựng được bao lâu đây? Tấn công nào, hàng tấn sát thương sẽ được dồn vào cái cây ăn thịt người. Sút luôn. Hiện tại nó còn được 1000 máu các bạn à. Nhưng mà chắc là nó sẽ không thể nào chịu đựng được lâu đâu. Ây da, lên đường luôn nào cậu bé. Và tiếp theo còn ai nữa không, ra luôn đi. Tôi là chả sợ ai đâu. Trời ơi, chỉ có 2 tem thôi à. Ít ra phải ngon còn tem nữa là mình xúc luôn đấy. Chơi rồi là bất chấp luôn. Trời ơi, quýnh rồi là quýnh vất vả luôn ấy. Cố lên, anh sẽ cố gắng leo núi. Giữ gìn bình tĩnh nào. Lên tem này level 55 luôn rồi. Ấy căng à. Wow. Hãy xem cô gái của chúng ta thể hiện nào. Sát thương gây ra là 4000 mấy luôn các bạn à. Bây giờ chúng ta sẽ lụm một em trước đi. Còn mấy em kia cứ từ từ. Yeah. Ấy da, bớt giỡn nào, Pharaoh gặp nguy hiểm rồi. Ok, Pharaoh chúng ta vừa bị hạ gục luôn. Bây giờ chơi tới cái con rồng nước thôi. Quất luôn. Ồ, nó còn 3000 mấy các bạn à. Ở sát thương gây ra của nó là 1000 mấy, 1500 luôn. Ôi. Căng thế. Cố lên. Tới chú trâu. Xúc luôn. Yeah. Giờ tên bạn chỉ còn là một con thôi. Ồ yeah, 1000 mấy. Bơm máu lên cho cái con này mới được, để không con này nó chết. Ok. Cô gái 1m52 của chúng ta có mái tóc rất là đẹp luôn nha các bạn. Mình nhìn đúng đẹp luôn. Tóc cây, tóc lá cây mới ghê. Ấy da, lại lãnh hàng tấn sát thương từ tên bạn nữa rồi. 1000 mấy thôi, chỉ cao nhất là được 1000 mấy thôi. Ok. Có chiêu nào đam được 2000 không, mình đẩy nó luôn. Ồ, không được rồi. Phải bơm máu lên thôi chứ không phải là cô bé này bị quất nữa. Quất cái này là cô bé này chết tươi luôn đấy. Không biết qua cái màn này nó còn cái màn nào nữa hay không là cái vấn đề quan trọng. Oh yeah. Bây giờ tem bạn nó tiếp tục nó quất mình nữa. Mì hả bưởi, lầy lội với anh hả bé. Giờ chơi cái nữa luôn coi coi à. Rồi xong. Còn em nào nữa không, ra luôn đi. Anh chấp hết. Trời ơi, sao lại cái này nó lại chỉ có một đứa vậy chứ hả? Thiệt là lầy lội quá đi. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel, vui lòng bấm đăng ký và mở thông báo kênh lên nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.